rồi. Rồi sau khi mình lắp đặt hoàn thiện bộ led Audi lên chiếc xe NVS 2021 thì bây giờ mình sẽ điều khiển cái bộ đèn trên điện thoại cho anh em tham khảo nha. Bộ đèn led Audi A1 này mình làm về rất nhiều xe rồi, và chiếc xe NVS 2021 này là xe vừa mới ra mắt trong vòng khoảng 1 tháng ha. Thì khách đến đây để đồ cái bộ đèn led Audi A1 nhìn rất là đẳng cấp nha các bạn. Sử dụng tất cả điều khiển là bằng điện thoại, các bạn tải app A11 về máy và mình có thể điều khiển những cái tính năng trên cái bộ đèn này ha. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển thử hiệu ứng đầu tiên đề bi ha. Tính năng đầu tiên là đèn đề bi, màu đơn sắc mình có thể chọn tới màu lúc nào bất cứ màu nào ha các bạn. Rồi bây giờ là màu đỏ, chuyển qua màu trắng xanh lá. Các bạn muốn chọn màu nào thì mình chọn qua một đề bi nè. Đây nó có một đề bi nè đó. Rồi đề bi là nó chỉ cho phép mình chọn một màu ha. Rồi tiếp tục chọn đó, chọn hết bảng màu này. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua hiệu ứng, chọn hiệu ứng. Rồi hiệu ứng thì nó có tất cả là 10 cái hiệu ứng ha bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây hiệu ứng số 10 là hiệu ứng chữ A ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi từng cái hiệu ứng, và mỗi cái hiệu ứng nó sẽ cho mình chỉnh tốc độ nha các bạn. Đây là tốc độ chạy của cái đèn. Mình muốn nhập chậm thì mình sẽ chỉnh cái tốc độ bằng cách là mình kéo nè, kéo nó dừng nè. Nhanh chậm là do cái này ha. Rồi tiếp tục hiệu ứng số 1 nè, hiệu ứng quét đổi màu đa sắc. Em cho hiệu ứng chậm xíu. Đây là hiệu ứng đèn vô LED nha các bạn, màu xanh, đèn màu xanh và màu đỏ, đá so le với nhau. Rồi qua hiệu ứng số 4, tiếp tục hiệu ứng số 5, số 6, số 8, số 9, số 9 là hiệu ứng rực nổi nha các bạn. Ngoài ra thì bạn có thể đổi màu cyan được luôn nha. Ví dụ như cyan trên cyan hiện tại nó là màu trắng, các bạn có thể đổi qua màu đỏ luôn. Không qua màu khác nha, màu cyan đó. Đó, bạn muốn cyan màu nào thì mình chọn màu đỏ ha. Rồi. Qua tới phần phanh thắng nè. Đây là phần mà các bạn khi mà bóp thắng nó sẽ có cái hiệu ứng như thế này ha. Và nó cũng có màu gồm tất cả là 3 hiệu ứng. Đây là hiệu ứng số 2. Giờ chọn hiệu ứng số 3 coi. Chớp tắt nha ha. Và mình có thể chỉnh tốc độ chớp luôn, chỉnh kéo tốc độ chậm về ra. Nó chớp chậm lại nha các bạn. Rồi. Chớp chậm lại. Rồi bây giờ muốn chớp nhanh thì mình kéo lên. Rồi. Ok. Và khi mà hiệu ứng đang nhấp nháy trên trên xe thì khi mà các bạn bấm xi nhan thì nó sẽ ưu tiên cho cái điện bật tín hiệu xi nhan nha. Đây là bật xi nhan thì mạnh nhất. Đó. Khi mà mình bật tín hiệu xi nhan thì phía mà mình bật tín hiệu xi nhan nó sẽ chớp tắt nó ra hiệu xi nhan nha. Còn phía bên còn lại nó sẽ giữ nguyên cái đèn, nó sẽ không chớp tắt để ra hiệu lệnh xi nhan. À, bên cái hướng mà mình cần rẽ sang hướng khác các bạn. Rồi bấm tắt xi nhan thì mạnh. Đó, khi mình tắt xi nhan thì nó sẽ trở lại hiệu ứng. Rồi, rất là độc đáo nha các bạn. Đây là chiếc Yamaha NVS 2021 vừa mới đến shop mình lắp bộ đèn led Audi A11 ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì mình ghé shop nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.